Ok, mình sẽ cái gì nhỉ? Mình đi ngủ đi, chả về nào. Cụt mẹ mày, tao ghét. Thằng tiền rách này. Nên là bây giờ mình cảm thấy đúng là cái thằng này thằng tiền rách rồi. Chả có cái gì, đi ngủ mẹ đi. Let's sleep. Nên là cái thái độ của thằng này mẹ, đúng là quá tệ hại. Bây giờ mình chơi cái trò này mấy lần mình mới cảm thấy ghét, mình ghét thằng Junpei này. À, đời trước mình chơi là mình không thực sự mình quan tâm lắm. Kiểu là mình đã tìm từ cái thằng này kiểu là thằng vô ơn đấy nhỉ. Cho dù là mình có làm nó bao nhiêu việc đi chăng nữa thì nếu mà nó không có cái gì nó ấy cái nó sổng lên nó chửi mình ấy. Đây là cái kiểu loại người là thế. Mình cũng gặp nhiều người như này trong xã hội, kiểu vô ơn ấy. Cho dù là chúng ta có làm gì nhiều ấy, thì bọn này nó cũng sẽ sẵn sàng nó cắn mình ấy. Nếu mà nó có cơ hội ấy. Nói chung là một trong những cái loại người là chúng ta không nên chơi. Morning Echo Day. Năm mới này. Tôi muốn một cái lucky bag. Ok, mẹ mày con đĩ này. Okay, hình như con kia nó có cái túi mới nào, lúc túi trắng ấy. Nên hình như là có Mitsuru. Còn lại vẫn học á? Oh no, Winter Break. Lại sắp nghỉ đông nữa, không phải đà ấy. Bắt đầu ngày mai này. Cho dù là cô chắc chắn là phần lớn các em là sẽ ngủ trong cái năm mới này. À, nghỉ đông là chỉ có mấy ngày thôi. You better stop rely on your parents. Nên là các em đừng có dựa dẫm vào cái bố mẹ của em quá nhiều à. Và đừng có ngủ ở Kotatsu là cái gì. Nên là thứ hai không gặp được em kia rồi. Pick up Kotatsu, em in my passive famous novel. Ôi dồi, cái gì đây? Mấy em đi ngủ đi. Tháng cuối rồi, mẹ tôi sắp chết rồi cô ạ. Cô đừng dạy em mấy cái này nữa. Nên là vẫn có Yukari này. Mình có rank Ohensa. Ô, thế là mình chưa đủ điểm với Yukari à? Ô, thế bỏ mẹ ra, hay là mình chưa đủ điểm với Yukari thật? À đâu đó, đây là mình đủ điểm rồi nhưng mà em này em không muốn nói ấy. Có vẻ hơi buồn à? Buồn rồi sao? Anh cũng buồn nhưng mà anh mới đi chơi với cả senpai cơ. Senpai, bây giờ em đủ điểm rồi thì em cứ đợi đi rồi khi nào anh cân em. Rồi anh cẩu em. Anh mình đi chơi với senpai. Để ở nhà năm, chắc phải đợi qua năm mới nè. Năm mới rồi, phải qua năm mới rồi. Nên có khi mình phải đi qua năm mới thật. Hay là cái nghỉ đông này nó cũng dài ra. Ok. Đi chơi với em chị senpai này. Này phải đợi năm mới rồi. Cái này nghỉ lễ có vẻ lâu đấy. Chị muốn đi cùng em đi cùng chị. Chị này đi nghiên cứu ấy. Mình đi cùng Mitsurui đến thư viện để giúp chị ấy trong cái quá trình mà nghiên cứu chị ấy. Tìm kiếm thông tin. Mitsurui thì nhìn về giá sách này. Liệu em có thể lấy quyển sách cho chị không? Mình là người lịch sự ấy. Con này thích người lịch sự. Phải. Thì này làm thế. Cảm ơn em. Nên là kiểu như đây là kiểu gái thích kiểu lịch sự. Kiểu là lady first ấy. Look through the... Nhìn qua cái giá sách văn học à? Thì chị nhận ra rằng à? Nên là có... a lot fewer books about... Có ít... rất ít cuốn sách dạy về hôn nhân à? Và gia đình à? Và cuộc sống gia đình giống như kiểu... trong những cái tiểu thuyết... tiểu thuyết tình cảm ấy.
Do you think that means the most exciting time? Liệu em có nghĩ rằng là cái thời khắc mà phấn khích nhất trong cuộc đời của một người thì trên thực tế là trước khi họ cưới không? Liệu đám cưới thì có đáng để mà hy sinh như vậy không? Chị không cần cưới được mà. Well, to be frank, nên phải nói thật là Groupie turned turmoil over heritage issue. Cái tập đoàn của chị hiện tại đang dầu sôi lửa bỏng về cái vấn đề thừa kế. Phải nói thật là chị đang gặp khó khăn hiểu để mà hiểu được cái having difficult understand, hiểu được cái sự kỳ vọng của những cái thành viên khác trong hội đồng quản trị. Nhưng mà chị là con gái của ông chủ tập đoàn ấy. Nên là chị được kỳ vọng là sẽ dẫn dắt công ty này. Given if that requirement to, ngay cả khi mà cái chuyện này nó yêu cầu chị phải hy sinh một cái thứ gì đó. Hy sinh đi. Một cái vị hôn phu đã được chọn cho chị này. Anh ấy sẽ là một cái chủ tịch mới của một trong những cái đối tác. Và anh ấy có vẻ già hơn chị rất là nhiều. Toàn là lấy gỡ U40 toang mẹ luôn. Nhưng mà nếu mà chị đồng ý để mà đám cưới thì cái tương lai của tập đoàn sẽ được đảm bảo này. He planned to earn now. Nên là anh ta đã lên kế hoạch để thông báo cái sự hợp tác và cái lễ đính hôn của chị trong cùng một thời điểm. Doing so it gives it appear that. Nên là làm cái điều này sẽ khiến cho có vẻ như là cái công ty của chúng ta đang được ổn định. Là mẹ chị phải hy sinh. Sinh như này phải. Đấy là một cái cách thức tốt nhất cho tất cả mọi người trong cái công ty. Chị phải đùa em chứ. Are you kidding me? Hay là cái này là mời với em nhỉ? Em mới nghe được cái tin này, em sốc quá. Và tất nhiên là nó như vậy. Em là cái người mà duy nhất mà chị kể. Nên là chị này đang bảo là em hãy dừng chị và lại. Bố mẹ của chị đã cũng chọn con đường như vậy. Nên là chị sẽ không chạy và trốn từ cái định mệnh của mình. Liên quan. I will do something about it. Nghe em sẽ làm một cái gì đó với cái này. Chị nên suy nghĩ lại đi chị ơi. If I reconsider and decline. Nếu mà chị suy nghĩ lại và từ chối cái việc đính hôn thì then what will I do? Thế thì chị sẽ làm gì? Chị sẽ rời bỏ tất cả mọi thứ đằng sau và trả lại đi đi phượt ra. đi ra một cái hành trình để tự khám phá bản thân chăng? Nếu mà chị làm thế á, liệu em có sẵn sàng đi cùng chị? Ố, được, chuẩn. Sao? Nên là con này nó lỡ mồm nói thế thôi. Không, chị chỉ đùa thôi. Nói hiểu, vừa đùa vừa thật đấy. Thôi chị mừng thì cứ nói mẹ đi. It seems nothing, nhưng mà nên có vẻ như mọi thứ đã bắt đầu nghiêm túc hơn. Nên là hôm trước thì đi hẹn thì bảo là cái gì em, cái gì đấy, cái này, cái nọ. Bây giờ thì bảo là chưa. Kể như chúng ta mới chỉ đang ở vài đoạn vờn nhau thôi, chưa gọi là yêu đâu. Ảo vãi tè thôi. Giọng nói bí ẩn ở trong tôi không thể tin à. Rank 6 rồi này. Cái Mitsuri lên này cũng dễ. Khó nhất là con Yugari. Chị có thể dễ giận nếu mà mình đi chơi với một cô gái khác. Căng thật đấy. Thú. Gần đây là chị đang rất là ngần ngại để gặp meet with you chị, để gặp em như thế này à? Nên là lúc nào cũng có vẻ như chỉ hai chúng ta. Toàn thật đấy. I follow to my. Nên là chị phải tiếp tục bám đuổi cái quyết định của mình à. Nhưng mà nói chuyện với em đã khiến chị mất đi cái sự quyết tâm này. If your fault, I feel là đấy là lỗi của em à. Mà chị có cảm giác như thế này. Em xin lỗi chị. Em xin lỗi chị. Xin lại từ lỗi chị. Mình cảm thấy tội lỗi với Ly. Bây giờ mình phải chốt với là Yukari, không nó giận mình mất.
thấy hai người nó nên hai chị em này đang mối quan hệ tốt. Thấy con này, mình đi chơi với chị này. Senpai này là con này nó điên lên chết. Chị này quyết định rồi sao? When I think of my grandpa. Saturday, mai sẽ là chủ nhật này. Ôi chán nha, mình không đi được với Yukari. Hay biết thế hôm nay đi mẹ với Yukari. Tớ nghĩ là như vậy. Mai mình đi ngủ rồi. Mai chúng ta sẽ đi ấy tiếp. Let's go and sleep. Sắp hết năm rồi này. Từ bây giờ đến tuần sau là nghỉ rồi này. Cái này nghỉ lễ sớm ấy nhỉ. Mình định tuần sau mình chốt về ở Yukari nhưng mà nghỉ sớm thật đấy. Ui, 27, 28, 29, 30, mình phải xem lịch mới nữa. Nên là những cái ngày này mình cũng không đi với Yukari được. Rất là dở luôn. Thằng này lại ra đây ngồi. Junpei-kun? Này Fuka. Fuka này mặc đồ đẹp quá. À, cậu làm gì đây vậy? Chẳng gì cả. I come here when I'm feeling down. Tớ đến đây để khi mà muộn tớ khi tớ buồn. Is that Chidori's sketchbook? Cái này có phải là quyển sổ của Chidori không? Yeah. This is where I first met her. Đây là khi mà tớ nơi mà tớ gặp cậu ấy. What are you doing here? Cậu đang làm gì đây, Fuka? Fuka Chua. Oh, I went home for a bit. I've been going back there a lot lately. Tớ cũng đã về nhà một chút. Tớ đang qua. Tại này tớ về nhà rồi cũng tương đối nhiều. I see. Tớ hiểu rồi. You know, you've really changed. Cậu biết không, cậu đã thực sự thay đổi, Fuka. You're totally different from when you first came to the dorm. Thì cậu thực sự đã hoàn toàn thay đổi kể từ lần đầu tiên mà tớ cậu đến dorm. Thế là cảm ơn là nhờ ai đây? Nhờ anh đẹp trai. Ủa thật sao? Yeah, you were so timid back then. But now you're so lúc mà cậu đến là cậu đang rất là ngại và yếu đuối á, nhưng mà bây giờ cậu lại mạnh mẽ. You've changed too, Junpei. Cậu đã thay đổi đấy, Junpei. Mình chả là thằng này thay đổi thật. Yukatan said the same thing. Nhưng mà cái kiểu cái tính thằng này vẫn bựa thế. Yukata cũng nói như vậy. Ta không nghĩ như vậy. I mean, just the other day I got all freaked out about being scared. Là như cái hôm trước là tớ đã bị hoảng loạn. Khi mà đã bị sợ hãi. I am such a wuss. Tớ thực sự là một thằng vô lại, chuẩn mẹ luôn. That's not true. Đấy không phải sự thật. But I really was scared. Actually, I'm still scared. Mà tớ sợ thật, thế giới vẫn sợ. But after thinking about it, I realized that I don't want to lose my memory. Nhưng mà khi nghĩ lại, tớ nhận ra tớ thực sự không muốn mất cái ký ức của mình. If I forget everything, that means I'll forget Chidori. Nhưng mà tớ quên tất cả mọi thứ thì có nghĩa là tớ cũng quên Chidori. And I wouldn't even be alive right now. Và tớ sẽ không có. Tớ sẽ không còn sống đến tận bây giờ có đúng không? Nếu mà không có cô ấy. So I say F that. Nên là tớ sẽ nói là F that. You're scared because you're not running away. Cậu sợ bởi vì là cậu đã không bỏ chạy. That's nothing to be ashamed of. Kể cả không ấy thì cũng vẫn sợ mà. Chết thì ai chả sợ. Mà này, cái việc này nó không có gì để mà phải xấu hổ cả. Fuka. Là thế em này xinh. Cái đây là lý do tại sao tớ muốn bảo vệ mọi người. Think about it. The dark hour is really scary. Bây giờ nghĩ lại thì là cái thời khắc bóng tối là rất là đáng sợ có đúng không? But our persona's awakened and we're here today. Và nhưng mà cái persona của chúng ta đã thức tỉnh và chúng ta đã ở đây ngày hôm nay. The future hasn't been decided. Cái tương lai vẫn chưa quyết định đâu. And I want to be true to myself. Và tớ muốn sống thật với bản thân mình. True to yourself. Sống thật với bản thân mình sao? You're really something. Cậu thực sự là một cái gì? Cậu thực sự là một con người tuyệt vời à, Fuka? Lại xấu hổ. We should fight. Chúng ta nên chiến đấu đi. I agree. Tớ đồng ý. Thế là hai đứa này lại có
lại tác động là suy nghĩ lẫn nhau. Không muốn. Hello everyone. Blah, 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 blah. Silver plate. Oh, yes, bitch. My supply. Ui dồi, 218.000 á. Oh my god. Oh my. Mẹ bay mẹ nửa số tiền của tôi luôn. Vãi nhìn. Cái quả giáp. Trời, giáp giáp này phải xịn lắm ấy. Hy vọng bác không scam em. Mà bác đã chưa trả em 40.000 đấy. Mình phải xem lại cái lịch này. Mình phải mình phải kết thúc cái mối quan hệ của với Yukari càng sớm càng tốt đấy. Happy này. Tại mình thì bất đều nhỉ. Đúng là giờ lịch tới hết mẹ pin. Này rất là nhanh này. Tôi chết rồi, cái này nó tận mấy tuần kìa. Friday, Saturday. Ui mẹ mày nghỉ lắm thế. Nghỉ này chết à. Friday này, Saturday. Nên là ngày sớm nhất là chúng ta sẽ là ngày 18 ấy nào nhỉ. Hình như là ngày 18 là ngày thứ tư. Thế mình cứ chơi đi, mình không biết là cái ấy như này, nên mình phải mình phải để một cái file xếp mới ấy. Nên là cái việc mà không kết thúc cái này là rất là dở này. Nên là đến tận tháng 1 tuần sau là chúng ta vẫn không có nhiều ngày này. Mình sẽ ra ngoài đi. Mình sẽ nhớ cái file này là file số 3. Chúng ta ra ngoài, chúng ta đi chơi. Thế giờ nhờ là mẹ mày cái mối quan hệ bọn này là bây giờ được gắn đến trường. Mẹ mày đều thế này. Trong khi ở dorm gặp bao nhiêu lần thì là không đi. Nên là nếu mà ngày nghỉ liên tục là chúng ta rất là dở luôn. Nên là những cái thời điểm là chúng ta vẫn có thể hoàn thành mấy cái game online. Mình đã tưởng là thiếu thời gian nhưng trên thế là chúng ta đầy thời gian để chúng ta hoàn thiện cái người bạn trên mạng ấy. Top to him. Thế là cái vấn đề của trò này hình như là nó nghỉ nhiều quá nhỉ. Và cái khoảng thời gian ở trường thì nó rất là bận đấy. I like to congratulate. Liệt, tôi muốn cậu chúc mừng tôi đi. Ngày hôm nay là tôi đã là một người tự do. Thế anh đã hoàn thiện câu chuyện của anh sao? Không, chưa xong đâu. Gần như thế. Tôi đã quay trở lại bệnh viện. They are going to admit me but not anymore. They are going to admit me. Họ, có nghĩa họ đã sẽ không nhận tôi nữa. Đây đúng kiểu như anh bệnh viện trả về ấy. Tôi đoán là cái cơ thể của tôi đã quá yếu ấy. Để thực hiện cái cuộc phẫu thuật. Nên tôi cũng đồng thời từ chối ấy. Bất kỳ mà một cái loại thuốc gì nữa. So much for. Nên là bệnh viện nó chỉ làm như thế được thôi có đúng không? Ông này nên là bác này chết rất là sớm luôn đấy, phải chuẩn bị. Là bây giờ tôi sẽ chỉ đợi về cái chết thôi. But I don't feel like I'm the only one. Và tôi thực sự không cảm thấy là mình là cái người duy nhất. Còn nữa, mọi người đang đợi tôi chết. Every waiting to die if you think about. Nên là tất cả mọi người thì đang đợi để chết. Đang đợi chờ để mà chết trong cái cuộc sống này. Nếu mà cậu nghĩ về cái đấy á. Some just have to go have longer. Nên là một số thì sẽ phải đợi lâu hơn, còn một số khác thì đợi phải đợi tiếp. Nhưng mà một khi mà cái thời gian để đến á, thì cái kết thúc này nó cũng giống nhau cả. I am still a little. Nên tôi vẫn cảm thấy hơi bị cô đơn một chút. Nhưng mà tôi thực sự là không buồn nữa. I want to remember what you. Tôi thực sự muốn nhớ làm trông cậu như thế nào, handsome son. Nên là ông đấy ông nhớ mặt mình đấy. Mối quan hệ chúng ta lại lên.
Thế rank tầm mấy nhỉ? Nên là cuộc ra đi cũng tương đối là buồn của anh bị ốm ấy. Rank 9 nữa này. Nên là mình gặp bác rank 10 là bác sẽ ra đi thôi. Cảm ơn cậu, tôi có hôm nay tôi hơi bị mệt. Cái câu chuyện The story is almost done. Cái câu chuyện này nó gần xong rồi nên là tôi có thể tôi sẽ cho cậu xem sớm á. Mình quyết định quay trở lại dorm này. Nên là rất là đáng buồn. Bốn ngày nữa sẽ là New Year này. Bốn ngày nữa là cái ngày gì nhỉ? Bốn ngày nữa là mình sẽ đi chơi với cái thằng mập này. Cũng chả có cái option nào cả. Đều nhỉ? Mẹ muốn nghe xong cái con cho Yugari này. Thế là mọi người đã ở cùng tớ nên tớ không sợ. Mình nghĩ là mình sẽ dừng lại đây rồi mình sẽ quay lại sau đi. Nên là mình sẽ phải tính toán lại cái lịch của mình xem như nào ấy. Sợ là cái tháng 1 này là mình sẽ không đủ thời gian ấy. Cái vấn đề là như vậy. Thì chúng ta hoàn thiện cái này. Nên là có khi mình phải load lại cái file save ấy. Ok, mình sẽ quay sau. Nên một lần nữa cảm ơn các bạn thành viên đã support mình dùng ấy. Nên là nếu không có các bạn mình đã không thể tiếp tục series như này ấy. Nên là một lần nữa nếu các bạn có thể hãy mời cốc cà phê để ủng hộ channel và nhiều khác ấy. Ok, mình sẽ quay sau và một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn một tập khác trên channel.